Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lan nghệ nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật quyển 3, phẩm 5, khen âm thanh biện tài của Đức Phật, phần 2. Bây giờ Bồ Tát Bất Không Kiến là bảo tôn giả A Nan. Chư Phật Thế Tôn thù tán khi hữu hết mực đối với vô lượng A Tăng Kỳ các pháp bất nhất định rốt ráo đã đến bờ giác nên gọi là Như Lai ứng cúng chánh biến tri giới định tuệ giải thoát tri kiến nơi tất cả pháp tướng hành không chấp giữ dở lên cờ báu tối thắng phát ra âm thanh lớn đã có chúng sinh nào thích nghe bố thí để được giải thoát liền được sinh ý nghĩ Đức Như Lai sẽ vì ta nói về lợi ích bố thí đã có chúng sinh nào thích nghe giới cấm để được giải thoát liền sinh ý nghĩ Đức Như Lai sẽ vì ta nói về lợi ích rộng lớn của giới Nếu có chúng sinh nào thích nghe tâm muội để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, Đức Như Lai sẽ vì ta nói về tâm muội. Nếu có chúng sinh nào thích nghe trí tuệ để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, Đức Như Lai hôm nay sẽ vì ta nói về trí tuệ. Nếu có chúng sinh nào thích nghe giải thoát thì được tế độ, liền sinh ý nghĩ, hôm nay Đức Như Lai sẽ vì ta nói về giải thoát. Nếu có chúng sinh nào thích nghe giải thoát tri kiến, liền sinh ý nghĩ, Đức Như Lai sẽ vì ta giảng nói về tri kiến. Nếu có chúng sinh nào thích sinh thiên để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, Đức Như Lai sẽ vì ta nói về việc sinh thiên. Nếu có chúng sinh nào thích nghe pháp vô thường được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, Đức Như Lai sẽ vì ta nói về vô thường. Nếu có chúng sinh nào thích nghe nói về khổ để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, hôm nay Đức Như Lai sẽ vì ta nói về khổ. Nếu có chúng sinh nào thích nghe vô ngã để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, hôm nay Đức Như Lai sẽ vì ta nói về vô ngã. Nếu có chúng sinh nào thích nghe nói về vắng lặng để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, Đức Như Lai sẽ vì ta nói về pháp vắng lặng. Nếu có chúng sinh nào thích nghe pháp bất tịnh để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, Đức Như Lai sẽ vì ta giảng nói về pháp bất tịnh. Nếu có chúng sinh nào thích nghe đạo vô thượng để được giải thoát, liền sinh ý nghĩ, hôm nay Đức Như Lai sẽ vì ta nói về pháp đại thừa, khen ngợi công đức của chư Phật, không một chúng sinh nào nghe Đức Như Lai giảng nói pháp như vậy, rồi mà không giải thoát. Lúc đó Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói kệ. Đấng điều ngự thế gian, ở trong chúng diện nói, giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Tất cả pháp như vậy, nêu rõ đều thành Phật. Thích nghe nói giới thế giới. Người ấy được giải thoát, đều nghe thế gian nương, khen công đức thế giới. Thích nghe nói định trí, được công đức giải thoát. Liền nghe Phật Thế Tôn, diện âm không nghĩ bàn. Thích sinh thiên giải thoát, Mâu Ni liền diễn giảng. Người thích nghe trí tuệ, nay thiên trung thiên nói, thích nghe vô thường khổ. Nói do ngã bất tịnh, các tiếng đều vắng lặng, người ấy được giải thoát, tức thời liền được nghe, tiếng không thể nghĩ bàn. Nói ai muốn thích nghe công đức bích trí Phật, nay thiền thể liền vì. Nói thừa duy giác này, nghe các công đức Phật, thừa giải thoát như vậy. Thế Tôn nói pháp xong, chúng sinh còn bồ đề, như tất cả tiếng này không thể nghĩ bàn được. Các pháp của Phật nói là ích cho thế gian. Để hiểu biết tất cả tiếng vi diệu thanh tịnh, tức thời đều phát khởi, tâm Bồ Đề vô thượng. Bồ Tát Bất Không Kiến là bảo tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn. Hết mực thù tán hy hữu, thành tựu viên mãn hết thảy vô số căn lành, nên gọi là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri. Thân cần cúng dường, vô lượng chư Phật, bố thí, điều phục, nhất tâm bán lặng. Nay được đà Bồ Đề vô thượng, thành tựu đầy đủ vô số biện tài. Như Lai Thích Ca được vô lượng biện tài tối tôn, vô thượng biện tài không thể đối đáp, biện tài không chấp giữ, biện tài giải thoát thù tánh, biện tài không trở ngại, biện tài thành tựu tánh, biện tài thành tựu giáo hóa, biện tài tí không nhiệt náo, biện tài hỏi về có không, biện tài chỉ biết, biện tài hoặc có tướng, biện tài hoặc không tướng, biện tài vắng lặng mặc nhiên, biện tài hay trừ diệt giận dữ, biện tài tất cả chương cố danh tự, biện tài nếu vậy về chương cố tâm diệu, biện tài nếu rõ về sự tuần hợp sâu xa, biện tài vô lượng ví dụ, biện tài không hỏi đáp, biện tài đầy đủ thiền định, biện tài đầy đủ rộng lớn, biện tài đầy đủ khó nghĩ bàn, biện tài đầy đủ sự mở bày diễn giảng, biện tài đầy đủ thanh tịnh, biện tài đầy đủ điều không hủy, biện tài đầy đủ thông tuệ không hao tổn, biện tài đầy đủ tâm không tham đắm, biện tài đầy đủ tâm không tham tiếc, biện tài đầy đủ không mất câu chữ, biện tài đầy đủ không bị tức đoạt, biện tài đầy đủ không hư dối, biện tài đầy đủ ý phát khởi và nói pháp, biện tài đầy đủ việc nói pháp xua trừ phiền não, sinh tâm thanh tịnh, biện tài đầy đủ việc thân cận nói chung cố, biện tài nói đầy đủ về quá khứ, biện tài nói đầy đủ về vị lai, biện tài nói đầy đủ về hiện tại,
Biện tài đó là đủ về hỷ hữu, biện tài đó là đủ để vô sinh thù thắng với diệu, biện tài đầy đủ làm cho tất cả đại chúng an vui. Lúc đó Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói kệ: xưa đã từng chỉ tâm cúng dường vô lượng Phật, do đó nhân trung tôn nơi được đạo vô thượng, căn lành không nghĩ bàn, a tăng kỳ biện tài biện vô ngại mở mày, Phật được các biện này: biện giải thoát vô thượng, biện thành tựu giáo hóa, biện tuyên nói các tướng, biện có hỏi không hỏi, sâu xa nói đủ cả, biện tùy thuận loại dụ, tiếng thanh tịnh khó nghĩ, biện đầy đủ diệu thuyết, thành tựu nghĩa thanh tịnh, biện quyết định các tướng không nghĩ và không thoái, biện không kém không thấp, hay thay người tuệ sáng, biện không chấp không hoại, không mất chữ câu văn, biện thô vui không dối, hai đoạn tâm phiền não, biện không quên mười lực, tối thượng và tân cận, biện nói rõ ba đời, thánh cùng với không thánh. Như biện tùy thuận này đều không sinh không xa, biện nghe gần nghe xa nó công đức thiện tệ, biện âm thanh trong suốt như người dùng xà lông tôi lấy nước biển cả, được biết số lượng đó khiến cho khô cạn hết. Không thể biết chư Phật, biện Như Lai thù thắng hư không hoặc có lượng, có thể biết biên vật đem cơn núi tu di, có thể biết cân lạng xuất trí biện Như Lai, không ai hàng phục được, tuy trải qua số kiếp không lược được biện này. Nói xong Bồ Tát Bất Không Kiến đã bảo tôn giả A Nan: trưởng lão nên biết chư Phật Thế Tôn có âm thanh đại phàm, âm thanh sư tử, âm thanh long vương, tiếng dũng mãnh, tiếng đàn, tiếng ca, tiếng hay dịu dàng, tiếng sấm lớn nhỏ, tiếng không thể nghĩ bàn, tiếng vô lượng vi diệu, tiếng vô biên thù thắng, âm thanh đầy đủ, tiếng không thể chuyện, tiếng ca lăng tầng già, tiếng hoan hỷ thanh tịnh, tiếng Như Lai phân biệt, tiếng Như Lai hiểu rõ, tiếng Như Lai sâu rộng, tiếng Như Lai không hủy, tiếng Như Lai không bỏ, tiếng Như Lai trong suốt, tiếng không suy không tổn, tiếng Như Lai tốt đẹp, tiếng Như Lai rất hay, tiếng Như Lai không dở, tiếng Như Lai lớn lao đầy đủ tất cả công đức. Là nơi nói Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng một thứ âm thanh khiến nơi chúng sinh một thế giới đều rất thích nghe, là dùng một âm thanh khiến hai thế giới chúng sinh trong đó cũng rất thích nghe. Một âm thanh của Như Lai cho đến trăm ngàn phật ức nay cho ta vô biên thế giới chúng sinh trong đó đều thích nghe. Cũng là như vậy, chúng sinh ở chốn kia nghe tiếng của Như Lai, hiểu rõ như vậy, nhận biết như vậy được cho Như Lai vì mình mà nói pháp. Như vậy này tôn giả A Nan, tiếng lợi ích, tiếng không thể nghĩ bàn của chư Phật Như Lai với như vần mặt trời soi chiếu cõi giới Phụ Đề, những chúng sinh có mắt đều nhờ đó mà trí tuệ đạt lợi lạc. Âm thanh của Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, như vậy là bánh xe pháp thanh tịnh vi diệu, tất cả đều được cứu giúp cũng lại như thế. Này tôn giả A Nan, với vô độ xuân ngày 15, ban đêm vầng trăng tròn đầy trong sáng, soi chiếu khắp nơi không chút mây che, người cõi diêm phù đề để đi dạo xem, tùy ý vui thích với vầng trăng ấy. Âm thanh pháp luân thanh tịnh vi diệu của Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri cũng là như vậy, chúng sinh nào nương vào đó thì được lợi ích, có duyên gặp được ánh sáng pháp của Như Lai. Này tôn giả A Nan, với như các sông ngòi khe đại, các dòng nước lớn nhỏ chảy vào biển cả đều thành một vị, như một vị này là đầy đủ các vị, cũng có vô lượng các châu báu vi diệu, nhân phi nhân tuy tham cầu châu báu này, nhưng biển cả sâu rộng khó có thể qua được. Âm thanh pháp luân thanh tịnh khó lãnh hội của Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri cũng như vậy, khi các chúng sinh được pháp báu lợi ích vô lượng an vui cũng thế. Này tôn giả A Nan, với như đại địa giúp cho hạt giống nảy mầm sinh trưởng vạn vật, làm lợi ích cho chúng sinh, và đến thịnh vượng sớm là thành ấp chốn kinh kỳ của đế vương, tất cả cảnh giới đều nương nơi đất này. Như vậy âm thanh pháp luân thanh tịnh vi diệu của Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri đã cứu vớt hết thảy vô lượng chúng sinh, đều khiến được hoan hỷ cũng lại như thế. Này tôn giả A Nan, với như hư không thế gian đến đi không bị ngăn ngại, và hư không này còn có thể tạo an lạc cho vạn vật, như vậy âm thanh pháp luân thanh tịnh với diệu của Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri tạo lợi ích lớn cho tất cả cũng lại như thế. Này tôn giả A Nan, với như cây ba lợi chất đa câu tỳ la trên cõi trời đất thập tam, hoa lá xum xê chư thiên dạo chơi thấy được đều vui thích, như vậy âm thanh pháp luân thanh tịnh của Đức Như Lai diệu đâu tất cả pháp cam lồ lợi lạc cũng lại như thế. Lúc này Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói kệ: Thế Tôn Pháp Phương, đệ nhất diêm phù đề, tiếng sư tử hùng mạnh và tiếng của rồng lớn, tiếng đàn trúc hòa nhã, mười phương không nghĩ bàn, tiếng chuông gầm sấm vang, tiếng động khắp vô biên, tiếng cầu Phật đầy đủ, tiếng chưa từng suy giảm, tiếng ca lăng từng già, tiếng tụng hợp hoan hỷ,
tiếng thánh vui không cấu, tiếng dạy dỗ không dạy, tiếng cho chê tâm diệu, tiếng không chê phỉ báng, khó thấy khéo phân biệt âm thanh của câu chữ, tiếng không còn suy tổn, tiếng vi diệu hiện khắp, tiếng không còn trói buộc và tiếng không quên mất, tiếng tất cả công đức lương thế gian đã nói, hay dùng một âm thanh hiện khắp một thế giới, điều phục mọi chúng sinh hoan hỷ đều thích nghe, nói hôm nay Như Lai chỉ vì ta nói pháp, Như Lai dùng một âm. Cho đến hàng xa cõi, trong vô lượng thế giới, chúng sanh đều thích nghe, tuy như mặt trời sáng, chiếu soi khắp vạn vật. Thế Thế Tôn như vậy, vì chúng diễn thuyết pháp, đầu xuân ngày 15, trăng tròn sáng rực rỡ, vầng trăng sáng như vậy, chiếu khắp diêm phù đề, khiến đều được hoan lạc, lợi ích cũng vô biên. Thế gian nương vào trăng, người thấy đều vui vẻ, âm thanh thanh tịnh diệu, làm lợi cho tất cả, diêm phù đề tối thượng, không thể nghĩ bàn được, như biển cả vô biên. Chỗ sinh ra các báu sâu rộng có thể qua, lợi ích tất cả chúng. Phật thù thắng như vậy, tối thượng không ai hơn. Nên dạy không nên dạy, âm thanh khó lãnh hội, thanh tịnh không hủy hoại. Hay thấy mọi điều vui, ở tâm thiên quả này, tất cả chúng an trụ. Âm thanh Phật như vậy, lợi và khó nghĩ bàn. Hư không không trở ngại, qua lại thông suốt gấp. Tí Thế Tôn như vậy, thấm nhuần hết thảy chúng. Như cây hoa hương trời, nở ra được lợi ích. Các âm thanh Như Lai, đều lợi ích thế gian. Từ ở trong một kiếp, nói cộng đức tiếng Phật, tuy lại trải trăm kiếp, không lường được trước sau. Chư Phật cũng như vậy, tiếng không thể nghĩ bàn, các chúng sinh mười phương, dị khẩu biển, vô biên. Nói công đức tiếng Phật, không thể cùng tận được, thế gian nương như vậy, tiếng không thể nghĩ bàn. Nơi các loài, nước đất, cùng tất cả chúng sinh, giả khí đều được Phật, tiếng không lường độ sâu. Cái thiện thể như vậy, tiếng không thể nghĩ bàn. Cho đấng điều ngự sư âm thanh không gì sánh, nếu suy nghĩ tùy thuận, trọn không đoạn nẻo ác, nếu có các Bồ Tát nghe đầy đủ tiếng Phật, sẽ thành Phật Pháp Vương âm thanh không nghĩ bàn. Khi ấy, Tứ Thiên Vương, Tứ Đại Hoàng Nhân, Thiên Tử Diệm Ma, Đâu Xuất, Tự Tài và Đại Tự Tài, cùng với con tên là Thương Chủ, Đại Phạm Thiên Vương, Chư Thiên Trời Tình Cư, là có Chư Thiên Oai Đức Đại Lực, các Thiên Tử ở hai cõi dục và sắc, nghe Đại Bất Bồ Tát Bất Không Kiến, nói về công đức nơi âm thanh của Phật đều khen là chưa từng có. Và dùng hương bột trên đàn trời, tung trại cúng dường Đại Bồ Tát Bất Không Kiến, cho nên cúng dường khắp mười vương. Lúc ta có 60 ức 100.000 đại, na do tha chư thiên, tu dục giới sắc giới nghe âm thanh này, để giáo trồng căn lành Bồ Đề cho thượng. 5.000 tỳ kheo cũng phát âm tâm Bồ Đề cho thượng. Mà A Giác thề nguyện rộng lớn, 700.000 vạn các tỳ kheo đi, để phát tâm Bồ Đề vô thượng và phát thề nguyện lớn. 100.000 ức ưa bà tắc từ toàn ngồi đứng dậy đi đến chỗ Đại Bồ Tát Bất Không Kiến, là có 2 ức 100.000 để cho tha các người nữ tất cả đều cởi các thứ châu báu anh lạc trên thân, cho nên cúng dường Đại Bồ Tát Bất Không Kiến cũng để phát đại nguyện Bồ Đề vô thượng. Phẩm 6 khen công đức của Như Lai. Bây giờ Đại Bồ Tát Bất Không Kiến nói với Tôn giả A Nan, kỳ lạ thay, chư Phật Như Lai thật là hy hữu, là nhận biết một cách sâu xa đầy đủ sự qua lại của sinh tử, nhớ hiểu về chỗ sinh cùng thân tích quyến thuộc, khéo biết về phiền não, các lỗi lầm xấu ác đầy đủ tướng tốt, đầy đủ hành xả, đại xả, đầy đủ ý niệm giới, tình tuệ, giải thoát tri kiến, đầy đủ 6 thần thông đạt đến bờ giác, hoặc từ, đại từ, hoặc bi, hoặc hỷ, đại hỷ, hoặc xả, đại xả, tối thắng không ai bằng, đạt đến bờ giác, hoài nghi, thần thông, hết thảy các pháp đều tối thắng vô ngại, đạt đến bờ giác, hoặc xứ phi xứ, chỉ dẫn các phương tạo lợi ích lớn hơn hết đại đến bờ giác. Hành trì Samatha thì bà xá na tối thắng bậc nhất đạt đến bờ giác. Tất cả thiền định tâm mùi giải thoát, tâm ma bạc đề tối thắng vô thượng cũng đạt đến bờ giác. Không tham, không sân, không si, không mạng, không tối tâm, không lỗi lầm, không có các thứ kiêu mạng, không mê lầm, không sân hận, thoát khỏi năm nẻo. 4 tỳ xá la luận nghị và nghiệp báo nơi đất an lành của chúng sinh, tối thắng không gì đạt đến bờ giác. Tất cả chúng sinh giới tù không đoạn, không sót, không độc, không xen tạp, không lời, trí tuệ sáng suốt, thanh tịnh dũng mãnh thù thắng, là đại pháp chủ của Sa môn Bà La Môn, trời người ma phạm tất cả thế gian, không một chúng sinh nào có thể lường xét phần giới định của Như Lai, dù chỉ như sợi lông cộng tóc, là không ai có thể vượt hơn Như Lai. Trưởng lão nên biết, phải quán như thế ta mới có thể biết hết biên vật của hư không, nhưng không thể lường xét về giới định tuệ giải thoát tri kiến của chư Phật Thế Tôn. Vì sao? Vì chúng đều là vô biên, nên các pháp thần thông giới định của Như Lai chẳng phải là chủ nghĩ bàn nhận biết nông cạn.
Vì chúng thâm diệu không thể lường tính, không ai có thể cứu xét cùng tận. Lúc này Bồ Tát bất không kiến liền nói kệ: Thế Tôn dứt sinh tử, trụ thai khó nghĩ bàn, lấy pháp tánh làm mẹ, không thể so sánh được, đầy đủ công đức lành. Thế gian không gì hơn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thế gian không nghĩ bàn, thâu giữ các nghiệp lành, đẹp thay nhân trung tôn, đầy đủ khéo vượt ra, hoặc xả và đại xả, tâm giải thoát phiền não, phương tiện các thắng nghiệp. Gồm đủ không ai bằng, đầy đủ giới định trí, phần giải thoát tri kiến, pháp chư Phật vô biên, sáu thông đến bờ giác. Như Lai đủ từ bi, hỷ xả các hành xứ, và trao cho chúng sinh có giúp tất cả khổ. Trí chư Phật sâu dày, không thể nghĩ bàn được, và nghi không gì sánh, toàn thông đến bờ giác, không còn các phiền não. Khéo hiểu rõ chân đế, hoặc xứ và phi xứ, lợi ích đều đầy đủ. Định giải thoát như vậy, không thể nghĩ bàn được, khéo hiểu Samatha, và tỷ bệ xá na, là để đến chỗ không, lìa hẳn các tâm ác. Khéo học định giải thoát, rồi diệt mọi ngũ tối, toàn giới không loạn dứt, không lậu cũng không độc. Khéo học giới không mất, bậc minh triết dũng kiện, không có một chúng sinh ôn lòng sinh hủy bán, sa môn bà la môn, trời người và ma phạm, tâm tin không nghi ngờ, thường khéo học thanh tịnh, ta nên biết hư không, tướng bốn phương rộng lớn, không thể lường dũng mãnh, giới thanh tịnh vô thượng, có thể thổi một hơi khiến nước biển khô cạn, không thể lường Như Lai pháp thanh tịnh giới sáng, có thể thổi một hơi khiến tu di vụn nát. Nói chuyện luân lớn nhỏ cũng lại thành bụi trần, không thể lường Như Lai biên vực của tịnh giới, tôi trải bao số kiếp không thể lường biết được. Lúc ấy Bồ Tát bất không kiến tâm sinh suy nghĩ: Lành thay, Như Lai ứng cúng trên biến tri, xin Như Lai hiện bày oai thần giáng đến chúng hội. Nay con nhờ vì các Bồ Tát mà thưa hỏi Như Lai về tam muội niệm Phật. Đức Thế Tôn trước ở trong đại chúng, tôi có nói về tên của tam muội đó, nhưng không diễn giảng, liền vào tỉnh thất nằm nghiêng bên phải. Bây giờ Đức Thế Tôn biết được những suy nghĩ đó. Bây giờ thần lực của Phật khiến tam thiên đại thiên thế giới này chấn động sóng cách đủ 18 thần lần biến hóa. Cũng như trước đã nói, Đức Thế Tôn là phóng ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới Ta Bà, khiến nhận cho ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, chư thiên, dục giới, vô viên hằng hà sa chúng phàm thiên, đại biệt giác quốc không còn hiện cho các hào quang thần diệu của Phật là sáng rõ thù thắng. Đức Phật thương xót chúng sinh nên từ chỗ nằm ngồi dậy, sẽ lại y phục đi đến đại hội. Lúc đó hàng trời người Sa Môn Bà La Môn Atula, nơi các thế gian đều thấy ánh sáng trội bậc của Như Lai, nên đều liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Phật, cung kính chắp tay lui đứng vào một bên. Khi đó Bồ Tát bất không kiến từ xa thấy Đức Phật đến, dung mạo đoan nghiêm, hoa nghi khoan tay, để cung kính chiêm ngưỡng đầy đủ các tướng tốt, rồi nói với tôn giả Hạnh Năng: Hôm nay Đức Thế Tôn từ tỉnh thất đi đến, các sĩ giảng đều chỉ rõ, giờ là nhất nghĩa đế tối thắng, sẽ nói không hư vọng, sẽ khéo tiếng nói điều vi diệu, sẽ nói không phân biệt, khéo có thể lường xét, không khởi nghiệp ác, thân nghiệp không hủy, khẩu nghiệp không trách, ý nghiệp không lỗi, ba nghiệp đều thanh tịnh, giới định tuệ giải thoát tri kiến cũng đều đầy đủ, phương tiện vô thượng, thần thông lợi ích, để đối biện tài thù thắng đặc biệt không nghĩ bàn, khéo nhận biết về sinh tử không thể vượt hơn, rồi nơi thai mẹ thanh tịnh, tộc họ hào quý hơn hẳn, các công đức lành rất là đầy đủ, tướng tốt không thể nghĩ bàn, đầy đủ nhân duyên toàn xưa và ý đầy đủ, giải thoát phiền não tâm được đầy đủ, hoặc xả đại xả vượt ra khỏi đầy đủ, năm thức không chấp giữ lìa nhiễm đầy đủ, năm phần pháp thân thanh tịnh đầy đủ, rốt ráo đạt được sáu phép thần thông và tánh tướng của pháp đều đến bờ giác. Tỳ bà xá đa, sa ma tha, căn lực giác đạo đều đạt đến bờ giác. Từ bi hỷ xả không thể nghĩ bàn, thâm tâm hổ thẹn đạt đến bờ giác, các pháp tự tại đạt đến bờ giác, các pháp quá khứ hiện tại vị lai đều thấy biết, không đắm không thoái, có thể nhận biết tất cả thân nghiệp quá khứ, cũng biết mọi chuyển biến để đạt đến bờ giác, hai nghiệp khẩu và ý cũng là như vậy. Này trường lão A Nan, Như Lai Thế Tôn trong khoảng một niệm có thể biết tâm hành thiện ác của tất cả chúng sinh, không điều gì là không thông suốt. Bồ Tát bất không kiến lại nói với tôn giả A Nan: Với giới biển cả sâu rộng có qua, giới phẩm của chư Phật sâu rộng cũng vậy. Với giới núi tu di hoàn toàn không thể làm nghiêng ngã, định phẩm của Như Lai cũng có lay động như vậy. Này trường lão A Nan, nếu như hư không thanh tịnh, chu nạp không có hàng lượng, tam muội của chư Phật thâu giữ vô lượng, sau giữ vô biên trí phẩm thanh tịnh, lại thâu tóm tâm thanh tịnh ở hết thảy chúng sinh. Này trường lão A Nan, với như mặt trời sáng có thể chiếu đến cho lượng sắc tượng ánh sáng pháp của Như Lai, không chỗ tối thâm nào là không soi sáng. Này trường lão A Nan, với như lửa lớn thiêu đốt núi rừng và tất cả các vật, lời pháp của Như Lai cũng thiêu đốt vô lượng phiền não của chúng sinh, khiến được thanh tịnh
Này trưởng lão Anan, với như suối nước chảy tràn khắp ra ngoài, trở thành ao sâu có thể tẩy rửa muôn vật khiến cho trong sạch. Nước pháp của Như Lai cũng trừ tất cả trói buộc của chúng sinh để thường được an ổn. Này trưởng lão Anan, với như vị, với như y phương khéo chữa trị tất cả bệnh hoạn của chúng sinh, thuốc pháp của Như Lai có thể trừ diệt bệnh nặng sinh tử cho chúng sinh khiến đều dứt hẳn. Này trưởng lão Anan, như mưa đúng lúc cây cỏ thấm nhuần nên đều tăng trưởng, phương pháp của Như Lai cũng thấm nhuần tất cả các chúng sinh khô hạn chánh pháp. Này tôn giả Anan, như sư tử gầm khiến các loài thú đều sợ hãi khuất phục, pháp âm của Như Lai hủy hoại các thứ ngã kiến của chúng sinh làm cho xa lìa hẳn. Này tôn giả Anan, với như thuyền lớn có thể dễ sang bờ bên bờ kia, thuyền pháp của Như Lai có thể vượt qua bốn dòng sinh tử của các chúng sinh đặt đến bờ kia. Này tôn giả A Nan, như hoa ưu đàm hiếm có khó thấy, Như Lai xuất thế cũng lại khó gặp. Này tôn giả A Nan, bây giờ cây ba lợi chất đa la hoa nở tỏa ra mùi thơm thù thắng, tướng đại nhân của Phật phát ra ánh sáng cũng vậy. Này tôn giả A Nan, bây giờ cha mẹ có thể nuôi dưỡng các con, Như Lai khéo đem lại lợi cho chúng sinh cũng như vậy. Này tôn giả A Nan, hoặc người đó Như Lai xuất thế giảng nói vô biên điều chân chánh gọi là chân thuyết, hoặc người đó Như Lai xuất thế nói biện tài không nghĩ bàn gọi là chánh thuyết. Này trưởng lão A Nan, lược nói về vô biên biện tài của Như Lai: biện tài không chấp trước, biện tài không trở ngại, biện tài giải thoát thù thắng, biện tài thân tựa với diệu, biện tài thường tùy thuận, biện tài dần dần thân cận, biện tài có hỏi không hỏi, biện tài với diệu thanh tịnh, biện tài tối thắng vô thượng, biện tài từ bi đại từ đại, biện tài từ đại từ, biện tài bi đại bi, biện tài hỷ đại hỷ, biện tài xả đại xả, biện tài dạy Phật ra đời, biện tài làm đất lớn. Này tụng giả đây, nếu người nói Như Lai xuất thế đem lại đầy đủ lợi ích cho tất cả chúng sinh gọi là chánh thuyết. Này tôn giả A Nan, nếu người nói chúng sinh không an, không ai cứu độ, không vốn quy kính, không nơi hướng về, không chủ, Như Lai xuất thế có thể làm an ổn, cứ giúp làm chủ chỗ quy hướng gọi là chánh thuyết. Này tôn giả A Nan, ta hoặc một kiếp hoặc đến trăm kiếp nói đồng về công đức trí tuệ biện tài của chư Phật Thế Tôn thì hàng ức không bằng một, lại ở vô lượng tất cả các kiếp tuyên bày công đức biện tài của Như Lai ứng cúng chánh biến tri cầu không thể cùng tận. Này tôn giả A Nan, với như người có người già yếu què quạt đến chỗ người khác nói với người đó là thái trượng phu, tôi tuy như vậy nhưng có thể dùng một sợi lông thâu lấy tất cả vô lượng nước đặt vào trong miệng khiến cho mọi chốn đều khô cạn, người này không có thần thông chú thuật mà có thể làm việc ấy, vậy có tin được không? Tôn giả đang đáp, việc này là rất khó tin. Bồ Tát Bất Không Kiến nói, ta không thể có, chỉ là lời nói trống rỗng. Như vậy này, tôn giả A Nan, ta nói công đức biện tài của chư Phật là không thể cùng tận, giống như người kia làm cạn nước là điều không thể có. Này tôn giả A Nan, nhờ sự ta ở trong ức trăm ngàn là do tai kiếp, và không thể tiêu nói dù một phần hết sức nhỏ như công đức trí tuệ biện tài của chư Phật. Chỉ Phật với Phật mới có thể biết cùng tận. Này tôn giả A Nan, như đại địa này dung nạp mọi chúng sinh có các loài, có chân không chân, bốn chân nhiều chân, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng, hoặc thế giới này hoặc thế giới khác, hoặc một ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, vô lượng vô biên tất cả thế giới, chúng sinh trong đó sẽ được thành Phật. Vậy đối với chư Phật Thế Tôn, nơi ức trăm ngàn đã cho thai kiếp nói một phần rất nhỏ do công đức của Phật cũng không thể cùng tận, công đức như vậy không gì không đầy đủ. Lúc đó Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói kệ: trưởng lão Ananda, pháp phương từ nghĩa đến hết thảy các thế gian đều khởi tâm cúng dường chỗ ánh sáng thù thắng, công đức nhiều vô số, nói tối thắng lợi ích, nói thật không, nói không sinh, nói chắc, nói không sai, nói khéo, nói không khác, phát âm thanh vi diệu, đạt trí khéo dạ nói, thân khẩu ý thanh tịnh, không gian nghĩ các ác, giới định Phật thù thắng, trí giải thoát đệ nhất, và giải thoát tri kiến, oai nghi thường khó nghĩ, trí thần thông vô thượng, lợi ích không gì hơn, khéo được hạnh vô cấu, biện tối thắng vi diệu, nhân trung tôn vô thượng, biết đầy đủ sinh tử, trụ thai không gì sánh, mẫu tộc cũng như vậy, tướng tốt không nghĩ bàn, 80 thứ vẻ đẹp, dung mạo rất đặc biệt, đoan nghiêm không ai bằng, tâm đầy đủ không hoặc xả đại xả cũng vậy, vượt khỏi tất cả dục, năm thức đều gồm đủ, chứng trí vượt sáu thông, đầy đủ bốn biện, vô ngại,
Đối với lượng tiêu kiến các thần biến khó bàn. Samati Pana để vượt qua bởi giác, được xả lìa cấu vua, a nghi thường tự tại, trong chốn đại thần vương. Từ nơi kia đi lại, tu già đà không chân, trụ vào trí mười lực, hành từ diễn pháp sáng, nói tất cả thắng trí, hay biết nước biển cả, chứ biên rộng sâu xa, không lường sức vô thượng, biên vực tình giới định, tuy trải ức ngàn kiếp, không biết số lượng đó. Dùng tay đỡ tu gì, nếu lên đến phạm thiên, không thể động như lai, định ban đầu sâu xa, giao khắp trong hư không, có thể biết bờ mé, nhưng không thể lường xét. Để như lai không hủy, có thể đi trên không, cùng tận hạn lượng đó. Không thể lường liệt cấu, như trung tôn giải thoát, như mặt trời trừ tối, đều thấy sắc tốt xấu. Tự nhiên thầy thế gian hay diệt tham sân si, với do trăng tròn đầy. Tất cả đều vui tết, trăng pháp là vui sáng, người thế đều hoan hỷ. Như đêm đốt đèn sáng, người mắt sáng đều thấy. Đều phục đèn tối thượng, nên diễn ánh sáng pháp. Đèn pháp của Thế Tôn khéo diệt tất cả ấm. Tự nhiên tuyên nói pháp, nghe khắp cả ở chúng sinh. Y vương thắng đại trí, giống như dòng suối chảy, thuốc pháp tiêu các bệnh sẽ làm tất cả vui. Với do đại long dương tuôn xuống khắp trận mưa, hay khiến đại địa này tất cả đều thấm nhuần. Đại bi của Thế Tôn với pháp cũng như vậy. Với như sư tử gầm, loài thân mềm sợ hãi, pháp âm như lai phan hàng phục các ngoại đạo. Với như thuyền bền lớn, hay chuyên chở tất cả vật đồ nhiều ức chúng. Bốn dòng qua bờ giác, với như hoa ưu đàm kỳ lạ thay hiếm có, như trung tôn khó gặp còn có hơn việc này. Tất cả các thế gian thường được chỗ quy y như thành trời hỷ kiến, hoa ba lợi chất đa, nó đã sáng rực rỡ, chỗ chư thiên vui chơi, vượt hơn thế gian kia. Tướng hảo rất vi diệu, Thế Tôn đã vì tôi, hiện đã các thần biến, nơi tôi nói một ít công đức của chư Phật, vì tôi đã tu tập, thấy lợi cho chúng sinh. Phần 7 thần lực, chứng thánh thuyết. Chứng chánh thuyết của Như Lai, bây giờ Đức Thế Tôn dùng tay sắc vàng rồng, xoa trên đỉnh đầu của Bồ Tát Bất Không Kiến, hiện ra tướng lưỡi dài rộng, bảo lành thay là Bồ Tát Bất Không Kiến. Ông khéo nói về công đức chân thật của Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, nói như tâm tinh kính. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói chúng sinh không an, không người cứu, không chỗ quy về, không nơi hướng tới, không chủ, Như Lai xuất hiện ở đời, có thể vì các chúng sinh như vậy mà làm chủ, làm cho an ổn, cũng giúp làm chỗ quy hướng thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói Như Lai xuất hiện ở đời, biện tài nói không nghĩ bàn, biện tài vô biên thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói tất cả chúng sinh đắm sâu tham dục sân hận tà kiến, Như Lai xuất hiện ở đời đều có thể khiến đoạn trừ bệnh tham dục thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói tất cả chúng sinh bị nhiễm vướng vào ganh ghét và những ràng buộc có uế, Như Lai xuất hiện ở đời đều khiến đoạn trừ hết thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói tất cả chúng sinh không hộ không thẹn, Như Lai xuất hiện ở đời đều có thể khiến cho chúng sinh được đầy đủ sự hộ thẹn thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói tất cả chúng sinh chấp sâu vào kiêu kiệt ngã mạn, Như Lai xuất hiện ở đời đều có thể đoạn trừ khiến họ không còn kiêu kiệt ngã mạn thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói tất cả chúng sinh không từ không bi không hỷ không xả chẳng nghĩ thiện ác, Như Lai xuất hiện ở đời được khiến cho họ có đầy đủ bốn tâm vô lượng nghĩ về thiện lợi ích thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói tất cả chúng sinh không có các căn lành, Như Lai xuất hiện ở đời giáo hóa tất cả khiến họ gieo trồng nghiệp lành thì gọi là chánh thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có người nói đời sáu ác năm trược tạo mọi chúng sinh nhiều bệnh, Như Lai xuất hiện ở đời có thể làm an lạc những lời người đó đã nói, tức là ta nói vì sao vì ta sinh ra trong đời ác là để giải nói pháp đem lại lợi ích cho chúng sinh. Khi Đức Như Lai xoa đỉnh đầu của Bồ Tát Bất Không Kiến, bây giờ trong khoảng một niệm chúng sinh ở cõi này nương nơi thần lực của Phật đều thấy được các cõi nước ở phương đông thanh tịnh có vô lượng cho biến A Tăng Kỳ Đức Phật, nghe được âm thanh của chư Phật nói pháp. Còn như phương Nam cho đến mười phương thì xem như quả A Ma Lạc đang trong lòng bàn tay tất cả chúng sinh, ta đều thấy quả Phật thanh tịnh kia. Cùng trong khoảng một niệm, Đức Như Lai Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri đưa bàn tay sắc vàng rồng xoa lên đỉnh đầu của Bồ Tát Bất Không Kiến, rồi dùng oai thần của Phật hiện ra nguyện lực tối thắng từ thuở xưa, làm cho tất cả liền được thấy quả Phật thanh tịnh ở phương trên có vô lượng chư biến A Tăng Kỳ số Đức Phật đã diệt độ. Lại nữa nhờ dự lực thọ trì tam muội nó cũng được thấy thảy chư Phật vị lai.
Lúc này Bồ Tát Bạch Không Kiến đã thấy chư Phật rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, có phải quỳ sắc đất chắp tay cung kính, nói kệ bạch Phật Thế Tôn: Nước Tam Thiên Đại Thiên, người hoặc biết hạn lượng, đức điều ngự Thế Tôn, giá phẩm không thể lường, giả sử nghĩ nhiều kiếp không thể lường số đó, nhưng có kẻ dũng mạnh thổi rung động tu di, vật vào định sơ thiền ngàn kiếp không thể động, để dạo khắp hư không để biết số lượng đó. Giả sử trong cùng kiếp trí Phật không thể xét, hư không không hình tướng, cuồng phong không thể động, Thế Tôn không phiền não, chẳng thể đoạn biển kia, mặt trời chiếu hư không ánh sáng tỏa thông suốt, tướng đại tiên sáng chói che khắp cho tất cả, như trăng sáng hơn sao, ánh sáng rất đáng thích, pháp nguyệt vương như vậy tất cả đều quy ngưỡng, với như hoa ưu đàm thế gian rất, rất hiếm có, điều ngự thiên trung thiên còn khó gặp hơn hoa. Hôm nay đấng đại thánh thương xót hoa xoa đầu con, sắc vàng trăm phước nghiêm ban vui cho hết thảy, hiểu sâu đế chân thật công đức đều đầy đủ, nương đời khéo tiêu nói bàn luận hơn mọi người, diễn giải âm khó nghĩ, nghe khắp mười phương đấng tự nhiên thương nghĩ, dùng tay xoa đầu con được thấy hàng hàng xa, vua thế gian tối thắng đại mô ni cõi người, một niệm xoa đầu con đều thấy hàng xa phật, giống như a di đà thì trung tôn lợi ích, một niệm xoa đầu con được thấy cõi bất động, lượng túc tôn a xúc hành xử của đại bi, một niệm xoa đầu con được thấy phật diệt độ, thầy tất cả thế gian hành xử của đại từ, khéo đều phục các căn con nhân nguyện lực xưa, tức nơi khi xoa đầu được thấy phật vị lai, thế gian đương chỉ lạc, từ lúc xoa đầu con được thấy phật quá khứ cũng được thấy vị lai, phật mười phương có bàn, phật nhãn đấng điều phục tức thời xoa đầu con là do nguyện diệu xưa được thấy cõi thanh tịnh, như lai không nghĩ bàn thần thông cũng như thế, trí định các công đức đều không thể xương lượng, đức Thế Tôn từ bi tương xót mà giáo hóa, tay như lai sắc vàng xoa trên đỉnh đầu con được thấy phật mười phương, tháp vàng như hàng xa là thấy mười phương cõi, vô số chư như lai tháp bạc báu thù thắng trang hoàng đủ màu sắc, trăm ngàn các kỹ nhạc cũng dường luôn không dứt, con lại thấy cõi kia các tháp khác chư phật vàng bạc già pha lê đều cao một do diên, đang nghiêm rất tinh diệu không thể dùng lời nói, thì các tháp mâu ni đang nghiêm bằng bể báu trụ ở trong hư không, hoa trời đã đều khắp, lại thấy tháp thù thắng cả 12 do diên, và thấy phật đăng minh hào quang chiếu các cõi, con lại thấy khắp nơi các tháp không nghĩ bàn, lại thấy đấng tôn thắng dùng tay xoa đầu con, phật dùng tay mềm mại một niệm xoa đầu con, thấy các như lai kia ăn trụ nơi quốc độ hoặc ở trong hư không, hiện ra các loại tướng, lại thấy các bồ tát chưa thoát các hoặc bộ ở do lượng cõi phật tu tập các hạnh khổ, ngày đêm siêng tâm siêng năng để cầu thắng bồ đề, lại thấy có khắp nơi vô số các bồ tát thường hay vì chúng sinh làm các việc lợi ích, đốt thân cháy ánh sáng làm nhân duyên cầu đạo, lại thấy các bồ tát an trụ ở trước phật cúng dường phật diệt độ, do lượng tác báo đẹp để cầu lại bồ đề, do cầu đại oai đức thay duyên pháp mười phương, đốt thân như đèn cháy ngày đêm thường tu tâm tinh tấn không biến trễ, lại thấy các bồ tát bỏ nước thành vợ con, đồng mắt và tủy não tạo an lạc chúng sinh, có đều thấy đây kia bậc phổ nhãn thế gian oai lực được tự tại không thể dùng lời nói, như chỗ con biết rõ bậc tối thượng thế gian thì trung thiên dùng tay thương so đảnh hầu con, tức được thấy chúng kia kính lễ nhân trung tôn. Phẩm tán Bồ Tát Bất Không Kiến khuyến tỉnh, bây giờ là Bồ Tát Bất Không Kiến bạch Phật bạch Thế Tôn: Đức Như Lai ở trong tỉnh tất cả nghĩ đã lâu, nơi chúng hội thảy đều khác ngưỡng, toàn ngồi đều ổn định nghiêm trang, cuối xin Thế Tôn thương xót tất cả để đến toàn báu này. Bồ Tát Bất Không Kiến liền sửa lại y phục chắp tay hướng về Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, nó còn muốn thưa hỏi một vài điều. Cúi xin Thế Tôn nói cho, con chỉ tâm lắng nghe và phụng hành. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Tùy ông cứ hỏi, Như Lai sẽ giải nói rõ mọi nghi vấn để ông hoan hỷ, chư thiên thế gian cũng sẽ chẳng biết. Bồ Tát Bất Không Kiến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, là Bồ Tát thân cận tu tập những tam muội nào để được thấy pháp lạc tăng trưởng nơi tâm, chỗ nghe tam muội rộng như biển cả, tâm bồ đề ăn trụ như tuổi gì, gió tà của ngoại đạo không thể lay động, đối với pháp vô ngại tâm không tham chấp, giống như hư không không bị nhiễm ô, phá tan màn đêm vô minh cũng như mặt trời buổi sáng, ban cho ánh sáng pháp như trăng tròn đầy, như lửa giữa thiêu đốt tất cả ấm, như đống lửa lớn đốt cháy hết các phiền não,
Vì nhà nước của tất cả sông biển, các loài thủy tộc luôn vào đó mà sống. Là như thuyền lớn có thể qua tới bờ kia, cũng như cầu đường tốt khiến cho chúng sinh không bị rơi vào chòm xoáy phiền não sinh tử. Giống như cây ba lợi chất la la sinh ra cho các chúng sinh những hoa bảy bộ đẹp phần, hương thơm có thể sống khắp mười phương thế giới. Nhưng mà ưu đàm, nó khiêm có ở thế gian, cũng như lương y khéo chữa trị các bệnh, dùng đại bi cứu độ khắp, tùy bệnh cho thuốc, cho cây chiên đàn có thể tiêu trừ những khổ não bức bách. Là như mưa lớn thấm nhuần tất cả pháp thù tán diệu như hương mật, khiến chúng sinh không sợ như vua sư tử, tại an lạc cho chúng sinh hơn cả tu mẫu. Biết sâu xa về pháp tánh đạt tới tướng của nghĩa tướng của lý thâm diệu, đạt được nghĩa nơi pháp tướng của phương tiện thiền sáu. Cũng vì khéo ở nơi chánh đạo để đầy đủ phương tiện nơi pháp như thật, có được sự an ổn để thâu tóm các chúng, khai mở nguồn sinh tử của chúng sinh. Tất cả pháp tánh như biển một vị, tam muội an tịnh cũng như núi chúa, tâm đạo bất động, ví như cờ của đế tích, được sự kiên cố, thân tướng đã nghiêm an nghi viên mãn, không bị có nhiễm, tập tánh hào quý đầy đủ công đức, được biện tài chế biến, biện tài không chấp trước, biện tài thuận nhất, biện tài không thể nghĩ bàn, biện tài vô lượng, biện tài giải thoát sâu xa, biện tài thành tựu tối thắng, biện tài thường nhẫn nhục, biện tài chẳng chừng thân cận, biện tài nếu hỏi không nếu hỏi, biện tài không hủy hoại, biện tài không thoái chuyển, biện tài đối với số câu chữ sâu xa, biện tài nêu rộng về chương câu chữ thâm diệu, biện tài nêu ví dụ vô lượng cho biên, tất cả đều đầy đủ như vậy. Người cho đắc đạo, khiến được đắc đạo, lại được đạt được tiếng phạm thiên, tiếng của ý vui thích, tiếng ca lăng tần già, tiếng sư tử, tiếng chuông trống của đại long vương, ngưu vương, tiếng đàn, tiếng ca, tiếng sấm vang, được tất cả thế gian cúng dường. Đầy đủ sáu thần thông để đến bờ giác, được pháp nhớ nghĩ không quên, được các căn lành, oai nghi phép tắc đúng đắn. Lúc ấy Bồ Tát Bất Công Kiến dùng kệ thưa hỏi, sắc vàng trăm phước nghiêm, hiệu chân đế sâu xa, xuất thương làm lợi ích cho con hỏi chư Phật, nên tu tam muội nào đầy đủ công đức tịnh, đấng nhân trung tối thượng, các trí không lỗi lầm. Con nay hỏi tối thắng, do thượng chủ thế gian thực hành tam muội nào, công đức không nghĩ bàn, vì sao các Bồ Tát đạt được thượng nhân trung? Phải nên xin tu tập đêm tối thắng vắng lặng, hành tam muội này rồi, vì đời làm lợi ích, làm sao được tự nhiên đa văn như biển cả, làm sao được bất động trí tuệ đó thâm diệu, đủ các công đức Phật giống như núi chuyển luân, làm sao tâm không đắm e nhi như hư không, hàng phục các ngoại đạo, không khởi lên tâm ác, làm sao sẽ tu được như mặt trời mặt trăng, lại phải nên thế nào cùng đèn đuốc lớn kia, cầu tu tam muội nào sáng chiếu khắp nơi, làm sao tiêu trừ được già bệnh buộc chúng sinh, làm sao khiến tất cả được qua khỏi biển khổ, làm sao được phát tâm cứ là đấng ba cõi, làm sao như hoa trời tốt tốt lại sáng tươi, khi ưu đàm nở ra gặp Phật khó hơn đấy, làm sao như y phiêu cho thuốc diệt các bệnh, khéo điều phục các căn, ăn trụ vào giới phẩm, làm sao như pháp vương dược cho biển công đức, làm sao thấy đủ pháp như mật ngọt sạch trong, làm sao tiếng sư tử thế lợi cho chúng sinh, làm sao như từ mẫu cho thí vui khó nghĩ, làm sao được bốn biện thành bồ đề sâu xa, vì con nói tối thắng đào chúa thượng bậc nhất, làm sao có thể nói không đắm đại trí tuệ, làm sao nghĩ thiện xảo được pháp không nghĩ bàn, khéo biết tướng thiện xảo, biết pháp thế xuất thế, làm sao hay được ý, làm sao chứng đắc đạo, làm sao nhớ nghĩ được, làm sao đầy đủ an, làm sao đạt đa văn sâu rộng như biển cả, làm sao nói chư Phật con đức đó chân thật, làm sao nói chúng sinh nguồn gốc của sinh tử, tướng các pháp không khác như biển cùng một vị, làm sao được tam muội bất động như núi chúa, tâm bồ đề an tịch giống như cờ đế thích, làm sao được các pháp bồ đề không nghĩ bàn, làm sao được đoan nghiêm thành tựu các oai nghi, làm sao được hào tộc là công đức pháp vương, làm sao được vô biên đạt biện tài không chấp, làm sao thành tựu được nghĩ câu chữ không nghĩ của sinh Đức Thế Tôn như con phân biệt nói, làm sao được tối thắng nhớ thượng không lỗi lầm và nói không chấp tự vướng cùng nhớ nhục không mất, gần gũi không nghĩ bàn, có hỏi và không hỏi, tiếng thật tiếng phạm, tiếng ca lăng tiện diệu, được tu hành Bồ Tát xin chỉ dạy cho con, làm sao được sư tử
Tiếng đại long ngư vương làm sao được tiếng chuông, đàn ca cùng tiếng tốt, làm sao được tâm tuệ. Sau đó điều ngự nói, làm sao được thuyết pháp, tâm không hề chán đủ, không hủy các công đức, thường diễn tiếng sống vang. Làm sao được ban bố tất cả pháp sâu xa, làm sao các ví dụ khéo nói đến sâu thông, làm sao không mất pháp. Suy nghĩ trăm ngàn năm, xem tu không biết nhát, pháp lành đấng phổ nhãn, đã vì mười phương cõi, nói tu không nghĩ bàn, với các trí không nghi, hướng về cầu giải thoát. Do đó, con hôm nay, tôi hỏi Đức Như Lai. Bây giờ Đại Bồ Tát bất không kiến nhờ hành lực của thần thông chỗ tác kia khiến cho trong hư không. Ở trên chỗ Đức Thế Tôn tự nhiên biến thành lộng trời báu đẹp đẽ, được trang nghiêm bằng vải báu đủ các vẻ tươi sáng. Từ nơi lộng này mới đủ các loại hoa, hoa nhiều ba dòng quanh Đức Phật rồi trụ trên đảnh đầu, lại đều nghiêng mình cung kính ước về Đức Phật Thế Tôn. Và ở trong hoa liền nói kệ: Quý mạng đấng đại thánh, chánh giác lượng tốt tôn, chư thiên và thế gian không có ai sánh bằng. Bây giờ hoa này rơi trên chân Đức Phật lại liền bay lên, rồi tự nhiên rải khắp tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong lòng báu lại mưa xuống một chiên đà bay khắp hư không, rồi rơi trên Đức Phật, chỉ trong khoảng chốc lát bỗng nhiên biến mất. Mùi hương phảng phất vào khắp đại thiên, tất cả chúng sinh nghe hương này rồi thân tâm an ổn, được diệu, đạt được diệu lạc, giống như Bồ Tát được vui tứ thiền. Bồ Tát bất không kiến sau khi đã hiện thần thông liên bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát đạt được trí tuệ lớn, trí tuệ nhanh chóng, trí tuệ sắc bén, trí tuệ vô tướng, trí tuệ sâu xa, trí tuệ rộng lớn, trí tuệ hiện bày khắp, trí tuệ không sợ, vì sao đạt được căn lành vô thượng, tâm như kim cang, hủy hoại tướng của các pháp, thân tâm dịu dàng, tâm lớn như biển, giới phẩm khó lường, tâm như tảng đá, tâm đó nhu hòa, chánh trực đoan nghiêm, tâm như châu chúa, tâm như núi chúa thâu tóm các pháp lành, tâm như đại địa có thể tạo an ổn cho tất cả, không tin nơi người khác, không thích kẻ khiếm khuyết, được hành nẻo thiện, ăn trụ vào các pháp, hướng đến chân chánh, không hủy bán Thế Tôn vô thượng, đời đời thường được diễn kiến Đức Phật, và thế giới này được thấy vô lượng chư Phật phương khác, được nghe pháp gặp tăng, lại được thâu giữ cõi nước thanh tịnh, thường được căn lành lợi mình cho loài người. Do vậy hôm nay con thưa hỏi Thế Tôn, con vì sự giải thoát, vì tạo lớp cho chúng sinh và các Bồ Tát đạt được điều không nghĩ bàn, đầy đủ căn lành, nên thưa hỏi Như Lai, vì mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn, những khổ tôi xóa tất cả, nên thưa hỏi Như Lai, vì muốn đem lại lợi lạc cho các chúng sinh, nên mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn, không có tưởng về chúng sinh, muốn độ sinh tử, không có tưởng về sinh tử, con thường làm lợi ích cho chúng sinh như vậy, thế nên nay con xin thưa hỏi Như Lai. Bà Thế Tôn, con ở chỗ các chúng sinh không khởi tâm hủy hoại, cũng không sinh tâm sân hận, mắng giết, phỉ báng, chê bai, khinh bỉ, không phẫn nộ, oán thù, ý không quên mất, cũng không ganh ghét, không ôm độc hại, luôn thực hành từ bi, tướng tu học đại thừa của con như vậy. Vì lợi ích nên thưa hỏi Như Lai. Bà Thế Tôn, để con vì chúng sinh xả bỏ cái vui nơi năm dục, có thể chịu các khổ, đem vui cho tất cả, cho các chúng sinh mà tạo ánh sáng pháp. Bà Thế Tôn, con đối với các pháp trong ngoài, tâm không lẫn tiếc, tướng làm lợi ích cho chúng sinh của con như vậy, nên con nên thưa hỏi Như Lai. Bà Thế Tôn, để con mặc áo giáp theo nguyện rộng lớn, vì một chúng sinh nên ở hàng hà sa kiếp, vào đài địa ngục, chịu các khổ não, trong khoảng một niệm, có như từng toái mất tâm bồ đề cho thượng, thế nên để con việc lợi ích cho chúng sinh, nên có thể nhẫn chịu vô lượng cực khổ mà không thoái tâm bồ đề, vì tất cả nên thưa hỏi Như Lai. Nên con mặc áo giáp theo nguyện rộng lớn, như vậy, và các chúng sinh làm kẻ hầu hạ cho họ, vì lợi ích kia nên tôi hỏi Như Lai. Bà Thế Tôn, nếu con vì chúng sinh nên xả bỏ đầu mắt tủy não, nhận chịu khổ này nhưng không thoái tâm bồ đề tướng mạo như vậy, nên tôi hỏi Đức Như Lai. Bây giờ Bồ Tát Bất Không Kiến đều nói kệ: Làm sao học đại trí, trí rộng và trí nhanh, nên nay con thưa hỏi đại hùng thầy thế gian, làm sao được sâu xa đại trí tuệ vi diệu, đạo bồ đề tối thắng của sinh phổ trí nói, là sao trí không sợ, khéo léo nói, tùy thuận, là được tâm kim cang, giới pháp không nghi hoặc, làm sao được nhu hòa, tâm không có cấu nhiễm, giới thanh tịnh như biển, không vô nạp tự thi, là được tâm như núi, bất động khó nghĩ bàn, sao không tin kẻ khác, cũng không che lỗi kia, nhất định hành nẻo thiện, lấp hết các đường ác, chỉ an trụ kiên cố, tâm hoan hỷ không hoại, là sao sinh chánh niệm, lại còn được điều phục. Ở đây lại được thấy
cả nước Phật phương khác đã được nghe thuyết pháp, cũng được gặp chúng tăng, muốn cầu được cúng dường cõi nước Phật phương đó, được các hương hoa đẹp tùy mà dân cúng, muốn cầu ở cõi này tới các cõi vô biên, nương đời hiện thần thông thương các cõi mười phương, con lỡ chúng sanh cũng không bạn lành khuyên, an trụ các hộ thẹn từ bỏ lợi chính mình để lợi cho người khác, từ hỏi đấng đại thắng nếu gì cầu trí Phật giữ thiện không nghĩ bàn, nên vì lợi ích này từ hỏi Đức Như Lai, nương thế gian không đắm nên tu tam muội nào, và chúng sinh như vậy phát tài nguyện rộng lớn, có vất các quần sinh tất cả mọi cực khổ, tuy lại siêng tu hành không có tưởng chúng sinh, nên vì lợi nẻo thiện thưa hỏi Đức Như Lai, với tất cả chúng sinh thường khởi tâm bình đẳng, chưa từng có phân biệt, lúc tu tập từ bi có vì lợi ích chung, thưa hỏi Đức Như Lai, thân cận những pháp nào mong được định khó nghĩ, điều ngự nói định này hiện bậc đức vô biên, con phát thệ nguyện lớn vì lợi ích chúng sinh, với kiếp không nghĩ bàn thường chịu khổ thiêu đốt, hay thay khi tất cả được an lạc lâu dài, tâm cầu không huyễn hoặc, thường tu ý chánh trực, luôn xả pháp trong ngoài, thao giữa các chúng sinh, nên vì làm lợi ích, thưa hỏi đấng phổ nhãn, biện không sân không ác, không hủy bán hận thù, tự mình luôn chịu khổ để làm tôi tới người. Thế là con thưa hỏi, thưa tôn đại oai đức, thường dùng tâm hân hỷ, khuyên tu hành Bồ Tát, sợ bỏ vô lượng đầu để cầu đạo Bồ Đề, vì lợi ích thế gian, bỏ mắt và tay chân. Chúng sinh theo sinh tử, ngu tối không trí tuệ, cứ giúp họ cách nào khiến được giải thoát hết. Bảo ân ái vợ con, các y phục cho báu, vàng bạc ngọc pha lê, vô số các kho báu, rồi tìm đến chánh đạo, thưa hỏi Đức Như Lai, bố thí thường không chán. Nghe pháp cũng như vậy, trụ ở A Lan Nhã, tôi không hề biến nhát. Nên vì lợi ích này, thưa hỏi Đức Như Lai, thường cầu là dạy thiện, nghe ác thường niệm bỏ, đối các loài quần sinh, đức đều suy nghĩ thiện. Nên vì lợi ích này, thưa hỏi Đức Như Lai, tâm từ quán chúng sinh, như mẹ thương con một, không theo đuổi oán thù, nên sinh tâm thương xót, vì lợi ích tất cả, thưa hỏi nhân trung tôn. Nếu được các phước báo là không chỗ thủ đắc, cũng nên vì chúng sinh, tôi hỏi đấng đại oai, con hỏi bậc an nhiên, nếu người được ít phước do quả báo nghiệp này mau được định Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật quyển 3. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, để tối giờ chúng sanh được trọn thành Phật đạo.